Hướng về cơ sở, đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên. Những năm qua, các cấp công đoàn Quảng Ngãi còn nỗ lực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân viên chức người lao động. Nhiều đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn đều được hỗ trợ một cách kịp thời. Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú là đoàn viên công đoàn cơ sở trường mầm non Trà Tân, huyện Trà Bồng. Một mình chị Tú chăm lo cho hai con nhỏ và mẹ già. Nhiều năm qua, cả gia đình phải ở trong ngôi nhà tạm, không có khả năng xây dựng nhà mới. Đầu năm 2022, được Quỹ Máy ấm Công đoàn của Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng, cùng số tiền tiết kiệm, chị Tú đã xây dựng được ngôi nhà. Ở thôn thì rất là vui, rất là tốt. Thì khi mà hôm nay đến ngày hôm nay thì đi làm về thì cũng có nơi mà để ở, để có động lực hơn để hoàn thành tốt công việc của mình. Khi mà ở đơn vị của mình làm những cái hoạt động ở xã hội nhiều hơn. Và đặc biệt đó là dành sự chăm sóc cho gia đình nhiều hơn nữa. Ở huyện Trà Bồng đã có nhiều ngôi nhà được xây dựng từ nguồn quỹ máy ấm công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh và huyện hỗ trợ. Riêng Liên đoàn Lao động huyện Trà Bồng từ năm 2020 đến nay đã triển khai mô hình bữa ăn sáng của công nhân viên chức người lao động nhằm xây mới máy ấm công đoàn. Mỗi đoàn viên công đoàn ủng hộ 25.000 đồng mỗi năm để hỗ trợ xây dựng máy ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Trên cơ sở cái mô hình này, thì chúng tôi là cũng hỗ trợ cho một đồng chí của văn phòng thường trực đảng ủy xã Trà Phong. Đây là một đồng chí rất là khó khăn về nhà ở, trong đó điều kiện gia đình rất là khó khăn, và đồng chí là một cán bộ bán chuyên trách nữa. Liên đoàn Lao động huyện Trà Bồng cũng đặc biệt quan tâm hỗ trợ giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Trường tiểu học số 1 Trà Sơn có 31 đoàn viên công đoàn, trong đó có 8 người bị mắc bệnh hiểm nghèo. Nhiều giáo viên phải điều trị bệnh dài ngày. Công đoàn nhà trường và Liên đoàn Lao động huyện Trà Bồng thường xuyên có các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ. Mới đây nhất là đầu năm học mới, Liên đoàn Lao động huyện đã về thăm hỏi đoàn viên và trao quà hỗ trợ những đoàn viên công đoàn mắc bệnh. Không những mà chị em dụng như mổ không bệnh hiểm nghèo thì mổ liên đoàn cũng phải hỗ trợ phẫu thuật cho chữa trị em đó, và trong cái chuyện cái xe cái gì cũng có xét tặng quà cho mấy chị bị ốm đau để tạo điều kiện động viên cho những cán bộ công nhân viên chức là có cái điều kiện hoàn cảnh khó khăn và bị bệnh hiểm nghèo, cho nên là chúng tôi luôn đồng hành và hàng năm á thì chúng tôi cũng đã kịp thời hỗ trợ và động viên để những cán bộ công nhân viên chức đó an tâm đi chữa bệnh. Huyện Trà Bồng hiện có 87 công đoàn cơ sở trực thuộc với trên 2.000 đoàn viên công đoàn. Nhiều hình thức việc làm thiết thực được công đoàn thực hiện để chăm lo cho đoàn viên. Những đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ kịp thời, yên tâm công tác và có nhiều đóng góp cho xã hội, cho cộng đồng.